tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Con Tum đã xảy ra vụ đuối nước làm hai trẻ em tử vong. Hai chị em là Lê Đặng Thủy Trúc, sinh năm 2011 và Lê Đặng Thủy Tiên, sinh năm 2013. Theo cha mẹ đi bắt hến tại Đập Đắc Yên thuộc thôn hai xã Hòa Bình. Trong lúc bắt hến, hai chị em trượt chân, ngã và bị đuối nước. Nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình và Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo đã phối hợp nhanh chóng, huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn đồng thời báo cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh con tum cử cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường tìm kiếm và bàn giao thi thể cho người nhà lo hậu sự